Đài tưởng niệm liệt sĩ huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng có tất cả 8 con sư tử đá với đường nét hoa văn khắc họa dữ dằn, trong thế ngồi ướn ngực, nhè nanh và được đặt trang trọng trước bia tưởng niệm liệt sĩ. Những con sư tử đá này mang sắc thái giống với sư tử Trung Quốc, thường thấy tại các công trình đã bị Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch tuyết còi yêu cầu di rời khỏi di tích trong thời gian qua. Nhiều người dân bức xúc vì lần đầu tiên thấy đưa linh vật là sư tử đá vào đài tưởng niệm liệt sĩ, Đáng nói, những linh vật này lại có dáng vẻ hung ác hơn so với vẻ hiền hậu, đúng với nét văn hóa của người Việt. Ông Tô Huy Lương, giám đốc ban quản lý các dự án đầu tư xây dựng huyện Thủy Nguyên, đơn vị chủ đầu tư và thực hiện giám sát thi công công trình, cho biết những con sư tử đá này được nhập về từ làng đá Ninh Vân, tỉnh Ninh Bình từ khoảng 3 đến 4 tháng nay và nằm trong thiết kế ban đầu khi mới lập dự án. Đài tưởng niệm liệt sĩ được công ty cổ phần xây dựng Bạch Đằng tu bổ, tôn tạo theo đúng thiết kế. Công trình có vốn đầu tư sắp xỉ 15 tỷ đồng, bao gồm các hạng mục như làm nhà bia, đặt linh vật, săn lấp mặt bằng, làm vườn hoa và phủ điêu, vân vân. Dự kiến đến cuối tháng 11 năm 2014 sẽ hoàn thành và bàn giao cho Ủy ban Nhân dân huyện Thủy Nguyên quản lý. Ông Lương cho rằng đã xây dựng nhà bia tưởng niệm thì nhất thiết phải có linh vật. Theo thiết kế xây dựng thì sẽ đặt sư tử của Việt Nam. Còn việc hiện nay để nói sư tử đá đang được dùng là của Việt Nam hay Trung Quốc thì vẫn chưa thể xác định được vì không có văn bản quy ước nào quy định thực tế là nhân vật này là do Việt Nam mình sản xuất là nhân vật của Việt Nam chứ là do Việt Nam sản xuất chứ không phải là linh vật của ngoài nai của Trung Quốc để xác định rõ Trung Quốc hay Việt Nam thì cũng chưa ai xác định được rõ bây giờ người có ý kiến ở đây là của Việt Nam rồi cũng có hình dạng là giống của Trung Quốc nhưng mà thực tế là bây giờ Việt Nam sản xuất ông Nguyễn Huy Hoàng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Thủy Nguyên cho biết huyện chưa nhận được phản ánh nào từ phía người dân thông tin về việc sư tử đá đặt trong đài tưởng niệm liệt sĩ mang dáng dấp của sư tử Trung Quốc đây là lần đầu tiên huyện đưa sư tử đá vào công trình đài tưởng niệm liệt sĩ ở những khu vực khác như nghĩa trang liệt sĩ đài tưởng niệm tại các xã trong huyện thì không có vì công trình đang trong quá trình tu bổ tôn tạo nên phải chờ hoàn thiện sau đó mới có thể tổ chức xin ý kiến đánh giá tổng thể công trình và sẽ điều chỉnh nếu còn những điểm chưa phù hợp